chị cần phải xếp ngắn lại chị. Cầm xích ngắn lại nhỉ. Quá nhỉ. Chị cầm xích ngắn lại. Ngắn lại chị. Tại bởi vì là nó chưa được tay. Con mở cửa ra đó. Không cho xe ra. À này đi vào. Đóng lại, nó chạy ra đó. Ra ngoài bây giờ xem tình hình nó thế nào. Trơn mà, cái chỗ này trơn nào trơn mà. Ta leo lên mặt leo lên ta. Được kệ nó cho nó. Nay nó đến ngày rồi. Này là hôm sau chắc chị phải đi buổi sáng rồi, tại vì Nha Trang mình nó mưa theo giờ á. Nó mưa là mưa theo giờ á. Bé quay cái mông bé không à, thấy gì đâu. Rồi chỗ nào mà đứng như phải mưa. Không sao thì chạy luôn được không? Chạy hả? Thả ra luôn được không? Thả thì nó khó hơn, nó chạy lung tung nó còn lâu hơn, tùy chị thôi. Thả thì cũng được nhưng nó chạy lung tung. Quan trọng là nó đỡ mưa chứ. Quan trọng là nó phải hết mưa mới được.